Lấy cái gì kỳ cục vậy? Cái đó phải cần có cái này. Giờ để con khui là biết liền. Coi cái giấy hướng dẫn này. Ý chà, cái này đưa cái này vô sao được không? Để con coi. Mày còn giỡn không à? Trời, không phải. Cái này nè. Đây là cái van chặn lại cho nó khỏi xì. Hay là cái gì ta? Không biết nữa. Thì tạm thời đậu, đẩy cái này lại, cái đó là tính. Trời ơi. Bơm lên này. Này, này. Thử nha. Tầu lâu biết đâu quá đi. Phải không ta? Không biết. Thử quá, thử quá. Đây. Máy bơm. Dùng cái máy bơm chứ không phải cái bơm xe đạp. Ai đi 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 đi. Đi nhờ bơm giùm á. Không đúng đâu nha. Rồi, cái này là phải đi nhờ bơm mới chơi cái này được. Ok. Đó giờ biết đó cái gì chưa? Biết rồi. Quát quát rồi.